Hôm nay chúng ta sẽ học về lập biểu thức và biểu đồ của nhiều biến cố và hàm số. Đây là biểu thức, ta sẽ nhìn vào quan hệ của y và x của bài tập. Tiếp theo, ta hãy nhớ lại biểu thức cơ bản. Nếu sử dụng biểu thức cơ bản thì ta có y bằng a, x bình phương. Tiếp theo hãy tìm ra điểm quy đồ, đó là điểm 1 và 5 và điểm 6 và 20. Tiếp theo ta sẽ thay tọa độ giao điểm vào biểu thức cơ bản để giải ra A. Cuối cùng ta hãy thay số AB vừa giải ra. Như vậy ta có y bằng 3x cộng 2. Như vậy là ta đã hoàn thành xong cách tìm biểu thức. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại, rồi sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra, rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Tiếp theo chúng ta cùng so đáp án với nhau. Đáp án là y bằng 1 phần 2x cộng 3 phần 2. Các em có làm đúng không? Cuối cùng là phần ôn tập. Để lập biểu thức, ta sẽ nhìn vào quan hệ của y và x của bài tập. Tiếp theo, ta hãy nhớ lại biểu thức cơ bản. Tiếp theo, ta tìm giao điểm của biểu đồ. Sau đó, ta sẽ thay giao điểm vào biểu thức cơ bản. Cuối cùng, ta sẽ thay số A và B vừa tìm được vào dạng cơ bản. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.